Việt Nam có nguy cơ không thực hiện được đúng thời hạn tự đặt ra là đến năm 2025 sẽ hoàn thành các cải cách giúp nâng cấp thị trường chứng khoán của đất nước thành thị trường của nền kinh tế mới nổi và thu hút được hàng tỷ đô la tiền đầu tư, bà quan chức trong nước cho Reuters biết với điều kiện ẩn danh. Sự chậm trễ đó là do đấu đá nội bộ giữa các cơ quan nhà nước về những cải cách quan trọng, bao gồm vấn đề thanh toán và quyền sở hữu của người nước ngoài đối với các công ty. Vì cuộc cải cách sẽ làm cho các cơ quan liên quan phải gánh vác thêm các nhiệm vụ giám sát ở một quốc gia thường e ngại về các rủi ro. Thị trường chứng khoán chính của Việt Nam, tức Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (VNI) là thị trường có quy mô nhỏ nhất trong số các nền kinh tế chính của Đông Nam Á, với giá trị vốn hóa thị trường khoảng 180 tỷ đô la, chưa bằng một nửa so với Malaysia. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng là một trong những nơi có kết quả tồi tệ nhất thế giới vào năm ngoái với mức giảm hơn 30% chủ yếu là do tình trạng biến động mạnh trong lĩnh vực bất động sản. Tuy là một nền kinh tế mở phụ thuộc vào đầu tư công nghiệp của nước ngoài và có tổng xuất khẩu cao bằng tổng sản phẩm quốc nội, song Việt Nam lâu nay vẫn dè dặt chưa mở rộng cửa cho thị trường chứng khoán bằng cách hạn chế khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài.